Ngày 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra việc một cháu bé trên địa bàn bị bố dùng xăng và dơm đốt chân. Trước đó, chiều tối ngày 2 tháng 10, anh Nguyễn Anh Tuấn, 35 tuổi, chú thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch đi uống rượu về thì hàng xóm qua nói con trai anh là cháu Nguyễn T.T, 8 tuổi có dấu hiệu trộm tiền của nhà này để mua đồ chơi. Sau đó Tuấn đánh rồi dùng dơm và xăng đốt hai chân con. Phát hiện. Bà nội ở cạnh lao qua dập lửa rồi đưa cháu lên trạm xá xã sơ cứu. Tuy nhiên, sau khi về nhà, cháu tê, vẫn kêu đau nên bà đưa cháu xuống bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bỏng độ 3 cả hai chân. Ông Phan Thanh Lâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Trạch, cho biết sau khi sự việc xảy ra, xã đã yêu cầu Tuấn lên làm việc. Tại đây, Tuấn đã nhận sai và tỏ ra ân hận. Được biết, vợ chồng Tuấn ly thân khi hai con còn nhỏ tuấn đang nuôi hai con nhỏ và mẹ già